quanh các vấn đề liên quan đến án kỷ luật của các cầu thủ gồm Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC, Phạm Thế Nhật của Sông Lam Nghệ An và cầu thủ Pape Omar Faye thuộc FC Thanh Hóa. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra án phạt chính thức đối với các cầu thủ này, cụ thể như sau. Cầu thủ Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC sẽ bị đình chỉ thi đấu 2 trận tương đương với một thẻ đỏ trực tiếp kể từ vòng đấu thứ 5 của giải vô địch quốc gia Toyota 2017 do đã phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Châu Ngọc Quang, số 24 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại lượt trận thứ 3 ngày 18 tháng 1 năm 2017 trên sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội. Đối với Phạm Thế Nhật, cầu thủ này bị phạt 25 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 5 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2017 do đã có hành vi đấm vào mặt gây chấn thương đối với cầu thủ Lê Trung Hiếu, số 22 của câu lạc bộ Đắk Lắk trong trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Đắk Lắk tại vòng loại cúp quốc gia xứ Thiên Thanh 2017 diễn ra vào ngày 4 tháng 2 năm 2017 trên sân vận động Vinh Nghệ An. Ngoài ra, cầu thủ Phạm Thế Nhật phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương cho cầu thủ Lê Trung Hiếu theo đúng quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam do hành vi vi phạm gây ra. Còn đối với cầu thủ Pape Omar Faye, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam dựa trên điều 40, hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hóa và điều 63, khiêu khích công chúng để đưa ra án phạt kỷ luật, phạt 30 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 6 trận kế tiếp đối với cầu thủ Pape Omar Faye của FC Thanh Hóa.